Quả smoke mọi người đang thấy là smoke CT 6 thu tích, kể cả không bay nhảy ném thì kết quả chính xác của nó vẫn rất là cao. Nhưng với một quỹ đạo khó, kể cả 6 thu tích hay 128 tích cũng sẽ rất khó để tránh khỏi sai số. Cái vết mọi người đang nhìn thấy là vết của smoke Xbox 128 tích. Thì bây giờ mình còn ném bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái kết quả của nó sẽ rất khó để có thể chính xác được. Không có lần nào mà quả Xbox của mình rơi trúng vào cái vị trí mà nó muốn cả. Việc bay nhảy ném sẽ giúp mọi người ném chuẩn của smoke gần như là 100% mà không bao giờ sai cả. Đấy, bây giờ mình ném với bay nhảy ném, gần như sai số của nó sẽ là không xảy ra.